Chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tập 3, chapter 3. Đây là một chapter rất là dài và khó đi, bao gồm 3 đường. Ok. Trước tiên chúng ta đến nhận nhiệm vụ cái đã. Quân nhân, xin lưu bút nghe tôi tự thuật. Tôi bản là sơn trung tu luyện của Hồ Yêu, một tâm muốn trở thành người. 谁料那日出门觅食，中了猎户埋下的陷阱。朦胧中，见一书生前来，将我救下，带回家中养伤。我动弹不得，心中却满是感激。原想待身体康健，便助他求取功名，以报救命之恩。没成想，那书生南柯一梦。 梦醒后，将我残杀，留下孤魂不散。我苦苦寻觅，才知他遁入空门，就在小雷音寺中。恳求官人取我毛发，化身前往见他一见，解我心中困苦。 Và đây là hình dạng của con cáo. Con cáo này là sau khi kết thúc chapter 2 thì có anh thư sinh anh cứu con cáo về anh nuôi ấy. Anh giúp ấy mà anh mơ thấy nó biến thành hồ ly ăn con anh sau này, cho nên là anh ra tay tiêu diệt cái con yêu quái đấy. Tí nữa chúng ta sẽ hóa hình và đi làm nhiệm vụ của con hồ ly này sau. Ok, bây giờ nghỉ ngơi một chút và chúng ta đi đường này trước. Trong đây sẽ có một con cóc tinh, con ếch băng. Con này đánh thì cũng khá là dễ, mọi người chỉ cần uống thuốc kháng băng vào là sẽ giảm sát thương từ nó thôi, không có gì khó cả. Rồi, nói chung mọi người uống thuốc kháng băng thì không bị ảnh hưởng bởi những cái chiêu băng của nó. Nếu mọi người vào mọi người cứ quay côn chích đủ 4 nộ côn rồi đặt không. Thả mau hậu đến chung cho vui. Quay nào muốn phát sẽ là rồi, mọi người nhớ cộng full nhánh quay côn nha. Khi mà nhánh điểm cuối cùng trong quay côn ấy, nó sẽ có một nhánh cộng rất nhiều nộ côn khi chúng ta xoay côn. Ok, sau khi xong con ếch này thì chúng ta về nghỉ ngơi một chút xíu rồi tiếp tục đi đi con đường mà chúng ta đánh con ếch này. Bây giờ chúng ta đi lên trên đây. Trên đây thì có một cái đường rất khó nhìn. Và nó có một cái rương ở trên đấy. Để em đập cái này cho mình sẽ cố gắng xây côn tích nộ ha. Rồi, đây. Ngay đây, mọi người đi lên trên đây. Trên đây sẽ có một cái con chim. Nó giữ một cái rương. Và đường này thì rất là khó nhìn và khó để ý. Đi lên trên cục đá rồi bị cần cây che khuất cái kiểu này, khó chịu thật. Ở đây nó đây. Mấy con này khó chịu nha mọi người, đừng có sợ tốn phép. Cứ tiêu diệt nó nhanh nhất có thể.
ra mấy chữ băng rất là khó chịu. Rồi, chúng ta lấy cái rương. Ok, xong rồi, bây giờ đi xuống thôi. Ai, về điểm xây côn thì mọi người cộng y chang như mình nhé. Cộng cuối cùng để lấy cái điểm xây côn, mình tích rất nhiều điểm nổ côn. Rồi. Cái cách chơi này nó cộng lên 4 stack côn mà đập rất hiệu quả. Sắp xếp thương quái boss để cho tụi nó không còn kiểu dãy dụ hoặc gây tổn thương cho mình nhiều hơn cả. Ok, sau khi đi xuống. Rồi, đường này mọi người từ từ hẳn đi. Chúng ta đi đường ở trong đây. Đây là con đường nối với lại cái khu hồi nãy chúng ta đánh con ếch băng khi nãy. Đây. Chỗ này chính là cái chỗ hồi nãy chúng ta đánh con cốc băng. Có vài cái dược liệu ở đây. Mọi người có thể đi sâu hơn cho nó để tìm thêm. Mình thì như chỉ nhớ ở đây chỉ có cái nhân sâm thôi thì phải. À đây rồi, thêm cái nữa rồi, đúng rồi, hai cái. Rồi khi đi ra đến đây thì mọi người rẽ trái trước nhé. Bên phải từ từ hẳn đi. Cái này y chang như một con đường vòng vậy, đi một vòng là có thể lấy được hết item quanh đây à. Không cần phải đi lung tung đâu, mọi người cứ ôm sát trái và đi trước. Rồi con cái con quạ này mọi người cẩn thận nha, nhớ hô gậy trước khi đánh nó. Con này ở cái khu vực map băng này nó sát thương rất là sốc kinh khủng luôn, nên là tiêu diệt nó nhanh nhất có thể. Không thôi là nó cũng sẽ có kiểu một combo kéo máu mọi người hấp hối, rất là khó chịu. Sau khi lấy xong mọi người đi vang theo cái con sông này, nhảy xuống cái thác. Đây là một cái thác nước. Mọi người nhảy xuống. Ok. Lụm bích ngẫu. Rồi. Phía trên đây là cái đường nối khi nãy chúng ta đi. Chúng ta không cần đi. Chúng ta cứ vang theo cái con hồ, cái con sông này mà chúng ta đi thôi. Đấy, cứ vang theo đây mình đi. Để cứ vang theo cái này mà đi, không sợ bị lạc hướng ấy. Rồi, ở đây nếu ai chưa có hạt giống bích ngẫu hoặc là cái đồ ngâm rượu rớt ra từ cái bích ngẫu này thì có thể lụm thêm. Mình thì luôn luôn lụm, tại vì mình cần nguyên liệu để mà chế thuốc ấy. Thì mọi người cũng nên siêng lụm một chút để có nguyên liệu chế thuốc. Thuốc sẽ giúp cho cái game này nó dễ hơn rất là nhiều ấy. Rồi, sau khi xong rồi thì mọi người đi lên trên cái khu rất là nhiều cái cột như thế này. Mọi người đánh trước con cầm cái chuông này. Rồi đánh hết cái lũ xung quanh. Nó báo động cho cái lũ này nó đánh mình đấy. Ok. Trong bụi các kiểu khó đánh quá. Rồi khi đi ra đây thì mọi người sẽ gặp một NPC. Và tí nữa chúng ta sẽ làm nhiệm vụ của NPC này. NPC này là chúng ta giải cứu sau khi đánh ông rồng già. Ông rồng già mà đưa cho mình bức tranh để vào được cái thôn trong tranh của ổng. Thì sau khi đánh ổng thì mọi người có thể gặp cái anh người dân này ở đằng sau chỗ đánh boss. Ấy giải cứu anh ấy khi anh ấy bị tập kích bởi ba cái con dơi băng. Sau khi giải cứu xong ấy, thì anh ấy sẽ xuất hiện ở đây.
Ok, bây giờ chúng ta quay về cái miếu nhỏ, đổi phép. Chúng ta sẽ đổi cái phép dòng lửa đem ra đó, rồi chúng ta sử dụng phép đấy để mà sưởi ấm cho cái anh nông dân này. Rồi mọi người chỉ cần đến gần rồi sử dụng phép thôi là được. Đấy, sẽ kích hoạt bạn vaccine. Rồi hôm nay khi lạnh thì sẽ nhảy xuống đây để sưởi ấm. Anh chàng đây là miêu pháp, liệu sẽ chết đông ở trong chuyện này. Trời ơi, sao bên ngoài hoạt động lắm. Rồi. Chúng ta đến nói chuyện với lại NPC này. Tôi nghe nói trong núi có một mảnh đất quả, là Phật tổ hàng trăm năm trước trồng xuống, ăn xong một miếng, y sầu yên niên. Chỉ là trời lạnh đất rét, tôi lại không có anh hùng như vậy pháp lực bừng sinh, tìm kiếm trở lại, thực sự khó khăn. Ê, trước đây có người thấy một đứa con trai béo bở, bao cái xí quả, nhảy xuống sườn núi. Người đó chạy đến bên cạnh thăm dò. 没一点人影，料想那娃定是摔死了，却听得崖下传来孩子的笑声一阵又一阵，吓得那人屁滚尿流的逃了。我猜疑这其中定然有千丝万缕的联系，莫非瓜田在那崖下？英雄不必在此守护，小生稍作片刻，待身体回暖。 便自行离去。我猜疑这其中，定然有千丝万缕的联系。莫非瓜田，英雄不必在此守护。小生稍作片刻，待身体回暖，便自行离去。我猜疑这其中。 Rồi sau khi nói chuyện xong ấy, thì mới tiết lộ cho mình biết là có một cái vườn dưa ở dưới cái vách núi. Ok, và tí nữa chúng ta sẽ đi đến cái vườn dưa ấy, nó sẽ cho chúng ta một cái phép ẩn, một phép cấm tự pháp. Bây giờ thì mọi người có thể đi quanh quanh đây để mà lượm nhân sâm. Nhân sâm khi lượm nó có rớt ra hạt giống, với lại một cái nhân sâm dùng để ngâm rượu. Thế ai chưa rớt ra thì có thể đi quanh quanh đây để mà farm nhé. Quanh đây rất nhiều nhân sâm. Cứ thể đi quanh quanh đây. Ở đây thì vẫn còn đồ quan trọng, nhưng mà trên đây thì chỉ có thảo dược thôi. Sau khi đập con quạ này xong nhá, đợi xíu. Rồi, ok. Đấy, cố gắng giết nó thật là nhanh, đừng để nó dậy. Ở đây sẽ có một con yêu quái nhân sâm. Nếu có một người may mắn thì sau khi đánh con này sẽ được nhân sâm ngày năm. Rồi mình thì không may mắn thôi, nhưng mà được gấp đôi nhân sâm mỗi lần giết con yêu quái này. Đấy, cái đường mà khi mà có cái con yêu quái cầm cục đá trên đây ấy, thì mọi người không cần phải đi, tại vì tí nữa chúng ta cũng sẽ đi ngang qua đấy rồi, nên là không cần phải đi đường đó. Đường đấy sẽ dẫn chúng ta đi với cốt truyện chính ấy, nên chúng ta sẽ đi xong mấy cái đường phụ cái đã. Nhớ lượm thảo dược nha, cây này rất là khó ra hạt giống ấy, cho nên là cố gắng xiên xiên lượm nhiều tí. Rồi, đến cái đoạn này, ở đây có rất nhiều nhân sâm. Và cái nhân sâm ở chính giữa ấy, đó chính là nhân sâm chúa. Chúng ta cần phải lượm những cái nhân sâm xung quanh đánh trước, sau đó hãy đánh cái con boss nhân sâm. Ok, mọi người cẩn thận cái cục nhân sâm chính giữa nha. Và vừa rồi mình nhận được một cái bình rượu. Cái này giúp mọi người tăng pháp lực là mana ấy, khi mọi người uống hồ lô. Ok. Ta đánh nhân sâm, mấy con chúng ta đánh trước. Cứ xây để kích nổ, cứ nhẹ để đánh boss. Mọi người cứ lấy nhân sâm xung quanh là được, nhưng đừng lấy cái con chính giữa. Con chính giữa để sau cùng nha.
Rồi, bắt đầu nào. Mấy con xăm con này rồi, đây là cái lúc phải nói là khó chịu nhất. Mình có thể đánh con xăm con một chút xíu để lấy kinh nghiệm linh động, hãy cho kinh nghiệm linh động. Xong chúng ta có thể có lấy được tinh phách của nó và hạt giống nhân sâm ngàn năm. Rồi ok, khu vực nhỏ này đến đây là không còn item gì kiểu quan trọng nữa cả, chỉ còn những cái item có thể farm được từ những cái nguyên liệu để luyện đan thôi, ví dụ như hạt giống, đồ ngâm rượu rồi những dược liệu mà mọi người có thể hái trên đường. Đấy, nếu ai chưa có thể quay lại đây để farm cho có. Đây, cái con sư này nha, cái con sư này có thể rớt ra một món item nữa, tăng tỷ lệ bạo kích đó. Tăng sát thương bạo kích chứ không phải tỷ lệ, xin lỗi. Để sao nó không ngã vậy. Cái dòng lửa này thực sự rất là mạnh, người thích có thể dùng, nó có tăng thể lực này, đứng bên trong còn có thể tăng điểm côn, nếu mà người cộng full lên nó có thể hồi máu từ từ nữa, nó rất là tốt luôn ấy. Rồi, mọi người cứ lượm thảo dược quanh đây. Rồi bây giờ chúng ta dịch chuyển về chỗ miếu nhỏ đầu tiên khi chúng ta đến đây. Mình đang nghĩ xem mình sẽ dùng con chim này để đánh con bách lửa trước hay là con bách băng trước đây nhỉ. Cứ đi đã. Ok, chúng ta đi đường ở phía dưới cái lùm cây này nhé, ở dưới đây có đường ấy, và đây sẽ là đường dẫn tới cái vườn dưa. Thôi để mình đánh cái con boss băng trước. Ở đây có hai con boss, một con boss lửa ở dưới vườn dưa, hai là một con boss thầy tu này là bất năng, và gã là cái con khó chịu nhất khi chúng ta đi xuống dưới đây, kiểu sát thương to, lối đánh khó chịu. Ok, mình sẽ đánh cái con bất năng trước. Người cẩn thận con dơi nha. Ê, vừa nói luôn ấy. Rồi, dưới đây có một cái miếu nhỏ. Đường này thì sẽ nói lên trên cái miếu nhỏ khi nãy, nên là chúng ta đừng đi. Tí nữa chúng ta cũng sẽ phải đi đường đấy thôi, nên là cứ đi đường này trước, cứ đi cái đường trên cái cầu này trước.
Rồi, lấy linh ẩn và vào trong cái miếng nhỏ này để nghỉ ngơi, chuẩn bị đánh boss. Mọi người đi đường này trước nha. Ok, để mình chỉnh lại cái phép cái đã mình quên mất. Đây, mọi người cố gắng đánh tích 3 nổ, tích 3 nổ trước khi vào đánh boss. Thì con boss này mọi người có thể gồng 3 stack côn rồi đánh nó trước một lượt ấy, cho nên là cố gắng ở đây quay côn tích 3 điểm nổ trước được có xài được. Rồi, mọi người nhìn lên trên đây có một cái tháp, trên đây sẽ còn một cái rương nữa. Rồi, chỉ còn vài cái thảo dược linh tinh quanh đây thôi. Đây, con boss này. Khi đánh con boss này trước ấy thì mọi người sử dụng cái con chuột điện này nhé, với lại cái thuốc giúp tăng điểm nổ côn theo thời gian. Rồi, khi vào thì mọi người gồng trước 3 stack đập nó trước ăn gian. Đấy, đánh vài cái khi mà nó tự động thì mọi người định thân lại rồi quay côn. Quay côn để tách tích điểm nổ côn ấy, tích điểm nổ côn. Đấy, cứ đủ 4 stack và đập thôi. Dạ. À, cẩn thận nha, con này nó đánh rất là khó chịu á, đam rất to. Ở kìa, sao mình tắt xe côn rồi mà vẫn biết đi xe được rồi. Rồi ok, chúng ta đập 4 điểm nổ côn. Con này thì có hai phay, phay đầu tiên thì mình cứ đánh bình thường thôi. Đấy, phay đầu tiên rất đơn giản, nhưng mà sang phase 2 thì đừng coi thường gã nha, gã khó chịu lắm. Đấy, đòn đầu tiên lúc nào cũng là đòn ráp cả. Rồi, thả mau hầu đến chứ. Giật điện, mọi người nhớ là giật điện nó trước khi vào đập nha. Đây, mọi người sẽ được gây thêm sát thương. Cái búp điện ấy giúp cho kẻ thù bị giảm giáp và chúng ta đánh vào sát thương chuẩn luôn ấy. Đấy, cẩn thận. Rồi đó, chúng ta biến thành con này để mình đánh cho nó cấu quỷ máu. Đã đấm rất là đau đấy. Đau kích. Đấy, đây là đào đi. Trang trí gần như là một cái nơi là hồi xong luôn, không có ấy được stack 2 à. Lỗ đam. Rồi uống thuốc thôi, uống thuốc tăng điểm nổ côn. Định thân lại chơi côn tiếp nữa. Rồi thôi, tôi đủ 4 stack. Hay là đánh khá bất ngờ. Rồi đập thôi, cứ có tích điện cứ đập thôi. Đấy, sát thương sẽ rất là to và giúp mọi người sẽ bị sốc đam con này ấy. Sốc đam con này vượt qua con này sẽ dễ hơn. Và nếu mọi người có thuốc thì đam nó cũng sẽ còn to hơn nữa. Cho nên mọi người thích thì có thể uống thêm thuốc vào để mà tăng thêm đam nhé.
Rồi xong rồi mọi người đi xuống dưới đây. Rồi khi đi xuống thì nó sẽ tẻ ra hai đường. Một là cái đường bên đây, tí nữa chúng ta sẽ đi. Còn hai ấy, là chúng ta sẽ đi đường này về cái miếu nhỏ. Rồi chúng ta nghỉ ngơi và sau đó là đi đánh cái con bách lửa chỗ vườn dưa. Tí nữa chúng ta sẽ quay lại đây. Đấy, chúng ta sẽ đi quay lại cái chỗ đi đường cầu này, sau đó là rẽ phải. Cẩn thận con này nha, nhớ đập côn nó. À, đập nó chứ khi đánh, nó là tinh phách đấy. Khi quay côn như thế này là cái chiêu tinh phách chúng ta sẽ hồi rất là nhanh, cộng lại điểm côn nữa. Đấy, vừa bảo, nó sẽ đóng băng chúng ta rồi chém chúng ta cực kỳ đau. Ok, mày. Lại đóng băng. Chúng ta cứ đi ven theo cái con sông này thôi. À, lấy bích ngẫu, tham thêm nguyên liệu và cứ đi cuối đường thôi. Đấy, mọi người cứ xiên xiên lấy thêm bích ngẫu nha. Vẫn còn con ếch à. Rồi mọi người nhảy xuống dưới đây. Khi đánh xong con đấy thì mọi người cứ nhảy xuống. Ở đây có đường. Đây chính là cái chỗ ẩn, cái vườn dưa ẩn dưới vách núi mà gã nông dân khi đã nói với chúng ta ấy. Rồi chúng ta cắm nhang, thắp hương và chuẩn bị một chút. Rồi sau khi chuẩn bị thì chúng ta sẽ lấy cái con chim băng, con đại bàng băng đấy mọi người, và cái áo choàng lửa nha. Ok, vào nào. San phân liang ci shi ni, jing dou shi bu fen hao dai de yu shan. Da ge ye you kan zou yan de shi hou. 小小伎倆便能轻松骗来，你根本做不成天命人，还是早登极乐吧。哎，làm lại cho mọi người ơi, lúc nãy không mượt. Ok, mới vào nó sẽ chưởng phép này, xây côn này, mà lao đấy cái da, chết mồm né hai chở. Rồi mọi người quạt gió, tạo lốc xoáy, đấy, nó sẽ đóng băng thôi, mọi người cứ xây côn. Những xây côn tích điểm nộ côn với lại hồi tích khách luôn. Rồi nó thấy cái định thân này cho nó chạy nha. Con này nó sẽ chạy đấy. Rồi đập. Rồi điểm tinh khách mình lại hồi này.
Đấy, cứ xoay thôi, cứ xoay tích điểm nộ côn thôi. Đấy, tí nữa bây giờ nó sẽ hóa thành cái vòng tròn này, chỉ mới có một vòng thôi nên mình có thể né cách khá là đơn giản, nó đến thì né thôi. Nhưng mà tí nữa nó sẽ có hai cái vòng y chang như thế này, mọi người có thể mặc áo cà sa vào để mà lỡ như có bị trúng đòn thì không có bị mất máu nhiều ấy, gần như là không mất luôn. Đấy, khá là đơn giản, thì chỉ mới có một vòng thôi, nó lăn qua lăn lại thôi mà. Rồi, sau khi né chiêu thấy được riêng thì chúng ta lại quạt gió. Rồi, quay côn thôi. Quay côn tích đủ 4 stack côn và đập. Đấy. Nó chơi rất khó chịu. Chúng ta lại quay côn tiếp. Quay côn thì tích điểm nổ côn. Nó chi tinh thách lại hồi rồi. Rồi, hồi thì quạt gió tiếp. Ây da, nó vào phay 2 rồi. Phay 3 chứ, nó sẽ tạo ra hai cái dòng như thế này. Rồi, mặc áo cà sa vào. Đấy, gần như là không mất máu luôn ấy. Kiểu mặc áo cà sa vào có lỡ bị cái dòng này bút trúng thì coi như là không có tác dụng. Chúng ta kháng lửa 100%. Đấy, cứ thay phiên nhau mà nhìn những cái dòng thôi. Cái này đến thì cái kia sẽ đến tiếp theo, nó sẽ lần lượt nhau. Đấy, như vậy. Đấy, quên mất con này định thân hai lần thì sẽ không định thân nó được nữa, kiểu nó rút kinh nghiệm ấy. Rồi đỡ thì mình cứ lộn lộn liên tục ra ngoài là mình cứ đánh nó thôi. Thế là xong. Con này rất là đơn giản, mọi người cứ đánh bình thường cũng được, cũng không cần phải dùng lắp xoáy giống như mình. Nếu như mọi người cảm thấy con này chưa qua được, có thể dùng những cách của mình, nó sẽ cực kỳ dễ dàng luôn ấy. Lúc này thì chúng ta gợi nhớ về tuổi thơ, cái lúc mà hàng phục Hoàng Mi ấy, thì Phật Di Lặc có đóng giả thành một người trồng dưa, và Tôn Ngộ Không thì dùng cái phép của Phật Di Lặc để mà dụ con Hoàng Mi đó đến. Thì tí nữa Phật Di Lặc sẽ cho chúng ta lại cái phép đấy, cái phép cấm thuật, một cái phép tăng sát thương rất là mạnh. Quả nhiên có Huệ Gân. 放松些, 这里可没有假道场的絮絮叨叨, 打打杀杀。 好瓜, 熟了。 尝尝。 可别瞧不上这瓜，当年孙悟空就是用它炸了我那小童。来，近前来。既然寻到这里，有一样他俩都不会的本事，我可传授于你。手。 进自法，不杀敌，止克己，妙用何在，你自会明白。有位孙悟空的故人来找过我，说想清静清静，我便送他去了浮屠塔，你可曾拜会？都说你是天命人，可这命若游了天，还有什么意思呢？
Ai, cái phép này giống y chang như tên của nó luôn, thì nó sẽ cấm hết tất cả phép của chúng ta, nhưng mà tăng sát thương, tỷ lệ chí mạng và tỷ lệ bạo kích. Rất là ngon. À, mình sực nhớ là khi nãy mình đi khu này chúng ta chưa có đi lượm dược liệu, cho nên là bây giờ mình sẽ quay lại. Ok, dưới đây này, nhảy xuống. Rồi, dưới đây sẽ có rất nhiều dao lê, mấy quả lê ấy. Thì cây này rất là khó ra hạt giống, nếu mọi người ra hạt giống thì mọi người may mắn ấy, may mắn hơn mình. Đấy, mọi người cứ cố gắng tới đây farm nhé, nếu như ai chưa có hạt giống của cái cây vàng này, cây dao lê này. Ở đây thì có 3 cây. Theo thời gian thì đâu đó tầm cỡ cách cỡ 1 tiếng hoặc là nửa tiếng gì đấy, mình cũng không rõ nữa. Thì nó sẽ ra quả một lần. Đấy, theo thời gian chơi của mọi người ấy. Thì mọi người cứ canh thời gian mà ra đây farm thôi. Rồi sau khi xong thì chúng ta đi ra thôi. Khi nãy sau khi đánh xong con quạ, nó vẫn còn một cái đường đi lên đây để lấy mấy cái cây dao lê này, nhưng mà mình quên mất. Kiểu cái lúc đấy mình chả hiểu sao, mình lúc nào cũng đi đường này để mà farm mấy cái hạt giống này, mà chắc là do mình ngán quá cho nên là mình quên hay sao. Farm nó rất là khó chịu. Còn nếu mọi người ra được thì phải nói là mọi người may mắn hơn mình, tại vì mình phải farm khá là lâu. Rồi lại lượm thêm mít ngẫu thôi. Ok, từ đây chúng ta lại quay lại đường lên trên đây để quay lại cái chỗ cái miếu nhỏ khi nãy. Mọi người có thể dùng phép dịch chuyển cũng được cho nó nhanh. Mình thì đi cho mọi người dễ hiểu. Rồi từ cái miếu nhỏ này mọi người đi lên trên cái bậc thang này. Rồi cứ thế mà tiến thẳng thôi. Tiến thẳng như thế này sẽ dẫn mọi người đến cái miếu nhỏ đầu tiên khi chúng ta vừa trượt xuống cái đồi tuyết ấy. What the? Rồi sang đây chúng ta lấy hai chỗ có linh ẩn và dược liệu thôi, cũng không có gì quá quan trọng. Nhưng mà chỗ này có dược liệu và linh ẩn nên là mình có thể có thêm linh ẩn để mà lên đồ, đỡ phải đi farm. Và cái đường trước mặt này sẽ dẫn ra cái cầu khi nãy, cho nên là ok, chúng ta đừng đi, tại vì đi rồi mà. Đấy, nó sẽ dẫn ra cái đường đi cái chỗ cái cây cầu khi nãy dẫn đến cái miếu nhỏ. Ok, chúng ta quay lại và đi tiếp. Ở đây có một cái dược liệu mà sao không thấy nhờ, hay mình bỏ qua mất tiêu rồi ta. Rồi chúng ta nghỉ ngơi và tiếp tục đi con đường chính là cái đường cây cổng ấy, là cái đường cây cổng ấy, và từ cái cổng chúng ta cứ đi thẳng lên là được. Đây, từ cái cổng này chúng ta cứ đi thẳng lên.
Rồi cái đường này, cái đường dẫn xuống cái chỗ NPC cần sưởi ấm ấy mọi người. Đấy chúng ta đi rồi nên là không cần phải đi nữa. Rồi chúng ta cứ tiến thẳng lên trên đây thôi. Trên đây có một cái rương được canh bởi một con dơi. Một con dê quỷ. Ê, ủa, mình quên đổi phép rồi. Mình đang định biến thành con chuột để giật điện con này gây thêm đam. Con này thì không có ăn cái sát thương băng được. Rồi, ok, kệ không sao. À, mang theo cái con gió thì cũng được. Tí nữa chúng ta sẽ đánh mấy con khủng lồ để dễ hơn ấy. Rồi, ở đây sẽ có hai con chuột. Người cẩn thận ha, nó sẽ rất khó chịu. Trời ạ. Ây da, mình ghét hai con này. Rất chi là cồng kềnh. Rồi đi ra ngoài đây thì mọi người cứ ôm sát bên phải mà đi nha. Cứ ôm sát bên phải mà đi. Có đường đi thì cũng cứ kệ. Cứ ôm sát cái vách phải mà đi. Thế nếu mọi người có lạc đường thì cứ ôm sát vách phải mà đi. Thì nếu mọi người đi trên con đường ấy thì sẽ bỏ lỡ một cái món item nhiệm vụ khá quan trọng. Một khi ném đá cứ kệ thôi. Ta có gốc cây này che rồi. Rồi cứ mở rương, trong lúc mở rương thì chúng ta sẽ được miễn nhiễm sát thương ấy, ấy chả bị làm sao, cứ thoải mái thôi. Rồi đánh con khủng lồ thì thôi. Thế mình cứ xây côn tích điểm nộ đặt nó một phát cho nó gục. Rồi quạt băng, quạt băng cũng được nhưng mà có chuột điện thì sẽ sốc sát thương tốt hơn. Xong thì mọi người cứ quay côn thôi. Thế quái nào mình đứng đằng sau đó mà. Rồi lên trên đầu đặt vào cái phần đầu đó. Cái gì thế này trời ơi. Cái lốc xoáy nó cũng sẽ mất tiêu luôn. Thề khổ. Cồng kềnh đi. Định thân lại quay côn tích nộ côn thôi. Ở lối chơi này nó khá là nhàn, kiểu điểm huyệt và quay côn. Hãy đập thế này luôn cho chắc. Rồi ok. Nó sắp cút rồi. Nên là đánh vài cái là nó cút thôi. Rồi xong 5 điểm rồi á. Ok để cộng tí điểm tu hành. Rồi mình cộng vào mana. Tí nữa mình sẽ cần rất nhiều mana. Rồi lấy dược liệu. Rồi ở đây mọi người đừng có quan tâm gì quá nhiều nha. Cứ ôm sát phải mà đi. Sau khi ôm sát phải chúng ta sẽ đi những con đường nó sâu. Kiểu làm như thế thì nó sẽ đỡ bị lạc hơn rất là nhiều đó. Tại vì mình từng đi ở đây và mình từng rất là hay bị lạc. Cho nên là đây là cái cách đi để khiến cho mình không bị lạc ấy. Rồi ở ngay đây à, đây là cái xác của tứ tướng thứ ba. Đấy mọi người thu thập linh ẩn của cái xác này, linh hồn chứ, là mọi người sẽ có được tứ tướng thứ ba. Và tứ tướng thứ tư thì là boss giữ cửa. Tí nữa chúng ta sẽ gặp nó sau.
Ở đây có một con quạ nha. Trời, không thấy nó luôn rồi. Oh no, mình không muốn bị đóng băng sốc đam đâu. Là mới ngân cút. Rồi, được nhảy. Ê, nó đang tàn hình nữa, cẩn thận nha. Nó chém một cái đầu lắm ấy. Ok, may quá. No, may quá, uống kịp. Khi uống cái bình rượu này, người chúng ta sẽ nóng lên và giảm tỷ lệ bị đóng băng lại. Nhưng mà cũng kiểu bị làm chậm ấy, nên là đỡ được có tí à. Rồi, sau đây chúng ta lấy lên ẩn. Ở phía dưới còn cái rương nữa. Rồi, trước khi ngồi vào cái miếu nhỏ này thì ở trên đây vẫn còn một con dơi quỷ nữa. Ta đánh nốt. Thấy mình trước rồi. Thôi ra cái tửa chưa nhìn thấy mình. Nếu như thế thì nó không bị đóng băng, nó phải đứng yên một chỗ cơ. Cái tóc sấy này nó dí theo chậm. Mọi người phải cộng nó lên thì nó mới khỏe cơ. Bây giờ thì mình nghèo đấu khỉ nên mình chưa có cộng. À, sư tăng này. Điện thì nam mô, nhưng tay thì cầm vũ khí sọt rồi nè. Chúng ta thắp hương nghỉ ngơi và đi lấy thêm hai món đồ quan trọng nữa. Rồi, mình cứ đi bên phải trước nha. Ê, cái này nó tỉnh lại luôn à. Mình rất là ghét cái con này luôn á. Ba hồi bị stun, ba hồi thì không. Để mình đắp cái này trước thì mình thiếu một cái linh ẩn. Rồi, người đi lên trên đây, có một cái linh ẩn nữa. Cứ ôm sát phải mà đi thôi. Nhớ là ôm sát phải à. Đấy, cứ dựa vào con đường này mà đi. Cái cổng đó có thì kệ, không cần phải đi đường đó. Tí nữa chúng ta sẽ gặp lại con đường này thôi. Cứ ôm sát phải mà đi. Thì do berry hụt. Chưa kịp nhấn nữa. Ây à, bận à. Có chịu thế. Rồi, ok. Cứ ôm sát phải nha. Bên phải có đường cứ đi. Này, ở đây có một con khủng lồ nè. Mọi người đánh nó, mọi người sẽ được cái trang bị khi mà nó đeo trên ngực ấy. Trước khi đánh nó thì đi qua đây. Đánh một con quạ đang giữ một cái rương. Hù trước nha. Nhớ là đập con này nhanh nhanh tí. Tại vì sát thương của nó khá là to ấy.
Rồi xong, ta mở rương. Rồi, vào đánh khủng lồ thôi. Mình lại quên mang con chuột điện nữa rồi. Kệ không sao, mang con chim thì cũng được. Nhưng mà tí nữa thì có vẻ như hơi phiền. Tại vì tí nữa mình phải đánh với lại hai con chim y chang tinh phách mình đang dùng ấy. Mà tụi nó thì nó không có chính xác xương băng, nên là sẽ hơi khó khăn một chút. Thì đóng băng thì quay côn thôi. Thực sự thì vừa rồi mình cũng chả thấy gì cả, nhưng mà thôi mình cứ quay trong vô thức rồi. Chỉ có cam trong game này nó làm hơi kỳ. Sao cứ lùi lùi gì hả bạn hứ? Nghiêm cho đánh đi. Rồi đủ nộ rồi. Từ đó ăn mặt gậy của lão tôm. Ok, bật gió. Rồi đánh thôi. Rồi, lại hồi này. Ăn một gậy của lão tốt. Đấy. Cái trò này khi mà đi xong cái chapter 3 này, mọi người sẽ được một bộ đồ của Hoàng My ấy. Bộ đồ đó khi mà chí mạng nó sẽ hồi mấy cái điểm tinh phách lại bảo pháp nó còn nhanh hơn nữa cơ. Nó rất là nhanh luôn ấy. Cho nên là sau khi hết chapter này mọi người sẽ được cái bộ đồ đấy. Bộ đồ đó rất là ngon, giúp cho mọi người đánh những con boss sau này cực kỳ đơn giản. Tại vì pháp bảo lại tinh phách nó rất là OP. Rồi, mọi người sẽ được cái item nó và gắn vào thì được tăng phòng thủ ấy. Một cái báu vật phải nói là rất ngon và thích dân. Mình luôn luôn xài cái vật phẩm ấy. Rồi, cứ như cũ ha, ôm sát phải mà đi. Đấy, mọi người có thể nhìn chỗ khác để mà xem đường cũng được, nhưng mà nhớ quay lại ôm sát phải mà đi nhé. Rồi ok, khi mà ôm sát phải đi chúng ta sẽ đến được cái khu này. Khu này thì ở đây có một cái gốc cây, ở đó sẽ có nguyên liệu để nâng cấp hồ lô. Mà ngay đấy thì sẽ có hai con chim băng, cho nên là mọi người từ từ dụ nó ra từng con nha. Đấy, khi mọi người đến gần cái gì thế này, con này lại ở đây. Quên mất nó ở đây. Đấy, khi mà ra một con thì mọi người cố gắng dồn cho thật nhanh. Đấy, khi mà đánh nó thì con còn lại chắc chắn nó sẽ ra. Đấy, dồn nó nhanh nhanh lên để cái hồi còn đánh con kia nữa. Rồi xong, một con nữa. Bây giờ mình quên mất, mình mang con chim. Mình nghĩ mình cứ nhớ mình mang con chuột, tại vì mình đã chơi đi chơi lại ấy, nhưng mà lần này mình lại kiểu quên, thôi kệ đi. Kiểu nó không bị đóng băng, nhưng mà nó ăn sát thương điện vào nó sẽ bị xuyên giáp ấy. Rồi, đập gậy thôi. Ok. Xong. Rồi sau đó chúng ta sẽ ôm sát trái. Rồi bây giờ mới bắt đầu là kiểu đi theo con đường đi này. Đi theo con đường đã được làm sẵn này. Khi mọi người đi theo con đường này, mọi người sẽ lấy được một món item để nâng cấp mấy cái bình rượu. Và mình còn thiếu duy nhất một cái vật phẩm đấy để mà nâng cấp cái bình rượu hồi máu từ từ của mình. Nó cần 5 món tâm đông trùng. Ở đây còn linh ẩn nữa. Lấy luôn. Tại máu cũng như thế cũng gọi là đầy rồi. Rồi. Sắp tới rồi này. Ở bên trái nha. Người hô gậy trước giùm mình. Đây cái con này. Nó khá là béo. Mọi người đánh nó có tỷ lệ rớt ra cái mặt nạ đang đeo nữa. Nó giúp mọi người tăng tỷ lệ rớt đồ ấy. Khá là ngon. Nếu không rớt thì mọi người có thể đi đến những chapter khác cũng vẫn có mấy con như thế này để mà farm.
Nó rất trâu nha. Con này cũng có cốt truyện riêng, kiểu nó cũng là một ngư dân ấy, nhưng mà nó nhờ một cái con có một con yêu quái nào đấy cho nó một con cá, và khi mà nuốt con cá nó vào người ấy thì nó sẽ mang lại may mắn cho cái gã nông dân này, bán được rất nhiều đồ. Nhưng mà tới lúc cái con yêu quái này tới lấy lại cái món đồ mà nó đưa cho ổng ấy, thì ổng cứ giữ ninh ninh trong bụng luôn, cho nên là ổng là vì lòng tham ấy, cho nên là bây giờ ổng hóa thành cái con đấy. Rồi, ok. Chỗ này thì mọi người cứ đi lại con đường cũ này. Ở dưới vẫn còn đường thì mọi người cũng có thể đi, nhưng mà vẫn không có item nào quan trọng ngoài mấy cái dược liệu cả. Đấy, lúc này thoải mái quay về cái miếu nhỏ thôi. Hết đồ quan trọng rồi. Đấy, mọi người có thể lấy thêm, đánh thêm mấy con này để farm thêm linh ẩn và tìm thêm dược liệu. Đấy, con đường này dẫn tới cái chỗ cổng đầu tiên khi chúng ta đến. Chỗ này là cái miếu nhỏ khi nãy. Rồi bây giờ chúng ta vào nghỉ ngơi và chuẩn bị đánh boss thôi. Mà để mình đổi sang con chuột điện này cái. Rồi đổi pháp bảo luôn. Tí nữa chúng ta đánh nhau thì cũng không có bị lửa đốt, cho nên là không cần cái áo choàng này làm gì. Rồi nghỉ ngơi thôi. Ok. Đấy, phía trước khi đến gần thì sẽ ra con chim băng đó nữa đấy. Nên là mọi người cố gắng đánh con quỷ chim băng này nhanh nhé. Trước khi những cái thầy tu quanh đây tỉnh dậy kiểu hội đồng mọi người. Đấy, giật điện nó trước. Lúc này thì nó sẽ bị dính điện cho nên là nó sẽ bị xuyên giáp ấy. Trời ơi. Nó không tư nhận tỉnh dậy nhanh quá. Kịp berry hơi chậm tay. Ê, ông hơi phiền nhá, để mình quánh ông chứ ta. Này thì phiền này. Rồi ok này, định thân luôn thì nó nhanh. Cái này nó khó chịu ấy. Để mình quay cô để mình hầu lại chiêu kinh phách của mình đã, cái con chuột điện ấy. Rồi, cộng tí điểm các bạn ơi. Cộng vào mana. Mana thì tí nữa mọi người nên cộng full nhé. Full mana. Lại cái phép cấm tự pháp khi này chúng ta lấy mana càng nhiều thì nó cộng thêm sát thương càng nhiều, cho nên là cứ cộng vào mana. Khi sử dụng phép cấm tự pháp ấy, thì nó sẽ sử dụng hết tất cả mana của mình hiện có. Và mình lúc đó thì sẽ bị cấm không sử dụng được tinh phách hoặc là pháp bảo cũng như tất cả các chiêu. Mọi người chỉ có thể đánh chay mà thôi. Cho nên là nó sẽ tính theo cái lượng mana của mọi người. Là mana càng cao thì sát thương càng cao ấy. Rồi chúng ta đến có con boss. Con này con tứ tướng thứ tư. Sau khi đánh xong chúng ta có thể thu thập được con tứ tướng này và mang về trả nhiệm vụ cho anh Tam Thế Tử kia ở khu nhà tù ấy. Đây, ma tướng kiếp 3. Rồi, đánh con này thì nó cũng khá đơn giản thôi. Mọi người đừng có đứng ngay mấy cái vũng máu mà nó tạo ra là được. Nó sẽ hút máu cho tiện. Rồi, uống như kỹ, được điểm. Đạp. Rồi ngã. Rồi định thân với cô. Nó tích điểm nổ cô.
Kìa, trời ơi, nó nổ là mình mất mẹ con chuột rồi. Kệ nó ra, đập luôn. Rồi, ngã. Đi máu coi. Nó tê lực rồi, để nó ngã thêm cái nữa. Rồi này cây côn, cái điểm nổ côn tiếp. Nó tinh phách lại hồi này. Đây. Điệt. Né 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 né, lại né né, bắn mấy cục đấy cũng khá là khó chịu. Rồi, tranh thủ tập nha, để khi này nó hết cái hiệu ứng bị điện, nó không còn xuyên giáp nữa. Rồi, chúng ta lại xây cô, kìa đừng chạy. Đánh lại. Xong. Con này mọi người đánh chay rồi né thôi cũng được, nó cũng chả có gì ngoài mấy cái dũng máu với lại bắn ra mấy cái cục máu kiểu chỉ lặp đi lặp lại vậy thôi, cũng không phải gọi là khó, rất là đơn giản ấy. Rồi mà chúng ta lấy linh hồn của tứ tướng cuối cùng. Rồi, quanh đây nhìn nó rộng thế thôi, nhưng mà không có ai tầm gì cả, mọi người cứ đi thẳng vào trong. Rồi, trong đây mới có đồ này, trong đây nhiều đấy. Rồi, chúng ta đến tiểu lôi âm tự. Ok, thắp hương và nghỉ ngơi thôi.